chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương của mình đó, cưa cây dừa này nha. Cây dừa này rất là cao luôn nè. Có cây dừa cao út tút chảnh nha các bạn. Chú mình sửa sẵn cọng dây để leo lên cưa cây dừa này nha. Các bạn hãy theo dõi chú mình cưa cây dừa này như thế nào nha các bạn. Ở đằng em nhỏ đó có hai cái máy cưa nha các bạn. Không biết chú mình sử dụng cây nào đây các bạn. Một cây là Katsu 5900 nha. Còn một cây kia là Shindawa 2050. Chú mình bắt đầu leo lên nha các bạn. Ôi, dừa nó lắc các bạn ơi, leo lên tới đó cái dừa lắc rồi. Ủa, cái dừa nó không có lá các bạn, nên nó thằng bằng nó không có nha. Ủa, cái dừa quá cao luôn các bạn ơi. Dừa này lão rồi nó chết nha các bạn, già quá nó chết. Chú bắt đầu lấy dây cuộc ở trên đó đó các bạn. Đó, chú cuộc dây trên đó nha các bạn. Này, chú cưa nguyên cây luôn các bạn ơi. Không biết chú mình cưa nguyên cây hay cưa từ khúc các bạn theo dõi nha các bạn. Gà xà dũng nó một cái là lên à. Chú bắt đầu leo xuống nha các bạn. Cưa cái dừa này là ở Chi Tôm nha các bạn. À, chú đã tính đến đó cường đoạn các bạn ơi. Xách cái máy cưa xanh đưa cho chú là cái máy cưa cách xù nha các bạn. Vừa chú lấy máy cưa bắt đầu chú leo lên lại. Cưa luôn hả chú? Cưa gốc luôn hả? Gốc luôn cho nó xéo về bên đây có được, xéo tốt nó lọc vô ngay như gốc luôn. Xéo qua đây. Đi xéo bánh á. Xéo qua anh kia kìa, tốt bánh luôn. Ừ. Được á. Xong nha. Ôi.
cho dễ cho bọn dẹp nha các bạn. Quá lẹ luôn các bạn ơi. Có chú cuộc gì dành nữa nghe các bạn. Chú đã cuộc dây xong nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị leo xuống nha các bạn ơi. Nhổ nhổ cây sắt này tí nè rồi kéo sắt vô cây dừa là được. Rồi chú đã xuống đất an toàn rồi. Ừ, bơi quên đây cho nằm xuống luôn hả? Chú bắt đầu lấy cái máy cưa cắt xuống cưa nghe. Dẹp đó các bạn, đặng chỗ này người ta cắt cái nhà nha. Cưa cái dừa tống cái giò heo. Oh,
dài ghê luôn. Giờ anh nhỏ lấy cổ hủ ra nghe qua. Còn lấy ra đi. Nhà nha. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhỏ quá nhỏ.